Vụ xả súng tại một hộp đêm ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào rạng sáng ngày 1 tháng 1 đã gây ra tâm lý hoang mang phủ trùm lên toàn thành phố. Cho đến nay, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang truy lùng kẻ tấn công khủng bố. Vụ xả súng xảy ra vào rạng sáng Chủ nhật 1 tháng 1 tại Reina Night Club, một hộp đêm nổi tiếng ở Istanbul, khiến 39 người chết và hơn 60 người bị thương. Cho đến nay, khu vực này vẫn đang được phong tỏa. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường kiểm tra nhân thân của người dân và du khách trong khu vực lân cận. Tâm lý hoang mang và lo lắng phủ trùm lên Istanbul những ngày đầu năm mới. Tôi gọi cho bạn tôi ngay khi hay tin có nổ súng, anh ấy làm việc ở hộp đêm đó 15 năm nay rồi. Tôi không vào đó ngay được vì cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, nhưng tôi biết đã có rất nhiều người chết. Khu vực có hộp đêm Reina là khu mua sắm sầm uất tại Istanbul với nhiều nhà hàng và hộp đêm. Sau vụ khủng bố, hầu hết đều đã tạm thời đóng cửa. Những hàng quán còn mở cửa thì phải chứng kiến lượng khách khứa giảm mạnh. Mọi người đều ngại ra đường, hoạt động kinh doanh của chúng tôi sụt giảm thảm hại. Chúng tôi thường đón 150 đến khoảng 200 khách mỗi ngày, nay giảm đến 50-60%. Trong khi đó, nhiều du khách tại Istanbul cho biết họ vẫn tiếp tục hành trình du lịch của mình mà không bị ảnh hưởng về mặt tâm lý. Tôi không thấy lo lắng, tôi vẫn đi du lịch bình thường. Thực ra thì tôi thấy khủng bố có thể xảy ra ở bất kỳ đâu với bất kỳ ai, nên chúng tôi thấy cũng bình thường thôi. Tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã nhận trách nhiệm về vụ xả súng, nói rằng đây là đòn trả thù nhắm vào Ankara vì đã nhúng tay vào cuộc chiến ở Syria. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang ráo riết truy lùng kẻ tấn công khủng bố.